Chào mừng các bạn đã đến với kênh Khoa học và Khám phá. Gần trung tâm dải ngân hà xuất hiện một tín hiệu vô tuyến lặp lại kỳ lạ, không giống bất cứ dấu hiệu năng lượng nào được khoa học biết đến. Phát hiện trên được đưa ra trong một bài đăng trên tạp chí Vật lý Thiên văn và website cơ sở dữ liệu khoa học ACSIP. Các nhà nghiên cứu cho biết, nguồn tín hiệu vô tuyến này cực kỳ tinh vi, xuất hiện dưới dạng quang phổ vô tuyến tại một thời điểm nhất định, nhưng sau đó biến mất hoàn toàn trong vòng một ngày, lặp đi lặp lại như vậy suốt nhiều tuần. Trong bài nghiên cứu của mình, các nhà khoa học viết rằng hành vi này không trùng khớp với hồ sơ của bất kỳ loại thiên thể nào đã được biết đến, và do đó nó có thể đại diện cho một lớp vật thể mới được phát hiện thông qua hình ảnh vô tuyến. Nguồn vô tuyến được đặt tên là ASTAPG 17608.2-321635, đã được kính viễn vọng vô tuyến khổng lồ Kilometer Array Pathfinder, viết tắt ASTAP, tại Australia phát hiện ra. Trong một cuộc khảo sát của ASTAP, thực hiện từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 8 năm 2020, tín hiệu vô tuyến lạ xuất hiện 13 lần, nhưng không bao giờ kéo dài trên bầu trời quá vài tuần. Nguồn sóng vô tuyến này rất khó nắm bắt, nó xuất hiện và biến mất không theo lịch trình và không hề xuất hiện trong các dữ liệu ghi chép trước đây. Các nhà nghiên cứu đã cố gắng kết hợp với các quan sát từ các kính thiên văn khác trên thế giới, kết quả là tín hiệu này đã bật vô âm tín. ASTAPG 17608.2-321635 giống như một bóng ma vô tuyến, thách thức mọi lời giải thích. Các cuộc khảo sát trước đây từng phát hiện các ngôi sao khối lượng thấp cũng phát ra năng lượng vô tuyến định kỳ, nhưng bao giờ cũng đi kèm với tia X, nên có vẻ như không phải trường hợp của ASTAPG 17608.2-321635. Nhóm nghiên cứu viết, nếu xem xét tín hiệu vô tuyến lạ trong trường hợp các ngôi sao chết như sao sung và sao tử, cũng khó có thể giải thích được. Các sao sung có thể truyền đi chùm ánh sáng vô tuyến sáng qua trái đất, nhưng theo chu kỳ rõ ràng, có thể dự đoán và quan sát được bằng kính thiên văn. Chu kỳ của chúng được tính hàng giờ chứ không kéo dài tới hàng tuần. Điều này không giống như hành vi của ASTAP mới này. Gần giống với tín hiệu vô tuyến là ASTAPG 17608.2-321635 nhất, có một số vật thể bí ẩn được gọi là tín hiệu vô tuyến thoáng qua ở trung tâm thiên hà, được gọi là GCOT. Đây là một nguồn vô tuyến phát ra rất nhanh, lóe sáng và phân rã gần trung tâm dải ngân hà, thường trong vài giờ. Cho đến nay, chỉ có 3 GCOT được xác nhận và tất cả chúng đều xuất hiện và biến mất nhanh hơn nhiều so với đối tượng ASTAP mới này. Tuy nhiên, một số ít GCOT được biết đến lại tỏa sáng với độ sáng tương tự như tín hiệu vô tuyến lạ vừa được phát hiện và chúng không bao giờ đi kèm với tia X. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng nếu vật thể vô tuyến mới này là GCOT, thì các đặc điểm của nó sẽ đẩy xa ranh giới hiểu biết của các nhà thiên văn học về GCOT. Họ hy vọng các cuộc khảo sát vô tuyến trong tương lai về trung tâm thiên hà sẽ giúp làm sáng tỏ bí ẩn này. Một ngôi sao và một hố đen nuốt lẫn nhau rồi nổ tung. Lần đầu tiên, các nhà thiên văn xác nhận bằng chứng không thể chối cãi về hành vi ăn thịt đồng loại, một màn hấp thụ lẫn nhau quy mô vũ trụ. Một ngôi sao khổng lồ đã nuốt chửng một thiên thể nhiều khả năng là một hố đen hoặc một ngôi sao neutron. Cùng lúc đó, vật thể này ăn trọn lấy lõi của ngôi sao, khiến nó nổ tung và để lại sản phẩm là một hố đen. Phát hiện mới có được nhờ đài quan sát thiên văn vô tuyến Very Large Array, viết tắt VLA, gồm 27 kính viễn vọng vô tuyến khổng lồ đặt tại sa mạc New Mexico. Trong buổi theo dõi bầu trời đêm năm 2017, VLA đã thu nhận được một tín hiệu năng lượng vô tuyến sáng tựa một vụ nổ siêu tân tinh, hiện hữu tại một vùng không gian cách chúng ta 500 triệu năm ánh sáng. Dylan Zong và các cộng sự công tác tại Caltech nhận thấy tín hiệu lạ và tiến hành nghiên cứu. Họ đối chiếu với dữ liệu có được từ đài thiên văn quang học LubbockUM, Keck, đặt ở Hawaii, và thấy những điểm thú vị. Vật chất phát sáng di chuyển với tốc độ 3,2 triệu km/h, tỏa ra mọi hướng từ một điểm được cho là nơi diễn ra một vụ nổ. Tiếp tục đối chiếu với dữ liệu do hình ảnh mà kính viễn vọng Nhật Bản Maxi đặt trên trạm vũ trụ quốc tế ISS, nhóm phát hiện ra rằng điểm diễn ra vụ nổ trùng khớp với một tín hiệu vô tuyến đã được thu lại hồi 2014. Sâu chuỗi các dữ kiện lại, Zong và cộng sự luận được sự kiện có thể đã diễn ra.
trong không gian từng tồn tại một cặp sao đuôi quay quanh nhau, một còn sống, nhưng một ngôi sao chết và phát nổ, đã có thể trở thành hoặc sao neutron hoặc hố đen. Dưới tác động của lực hấp dẫn, phần còn lại của ngôi sao đã chết tiến lại gần ngôi sao song sinh có kích cỡ lớn hơn. Ngôi sao chết dần tiến vào cơ thể của ngôi sao còn sống, và sau hàng trăm năm, nó tới được lõi. Lúc này, ngôi sao lớn đã tỏa ra không gian một lượng lớn khí và bụi, tạo thành một lớp vỏ vật chất bọc lấy cặp sao song sinh. Ngôi sao chết ăn mòn lõi của ngôi sao còn sống, lực hấp dẫn và các tương tác từ tính phức tạp tỏa ra đã tạo thành những tia năng lượng khổng lồ, đã được phát hiện bằng năm 2014, đồng thời hành động này khiến ngôi sao lớn nổ tung. Vật chất sản sinh sau vụ nổ va chạm với lớp vỏ nêu trên tại một tốc độ kinh hoàng, gây nên tín hiệu quang học và vô tuyến. Các thuyết gia đã từng nêu khả năng tồn tại của sự kiện này, nhưng đến nay giới thiên văn học mới nắm được bằng chứng vững chắc. Đây có lẽ là vụ việc đầu tiên được ghi nhận. Họ đã điều tra rất kỹ những quan sát này. Adam Burroughs, nhà vật lý thiên văn công tác tại Đại học Princeton và không tham gia vào nghiên cứu trên, nhận định. Ông cho rằng, những phát hiện mới sẽ giúp cải thiện hiểu biết của ta về sự kiện hai ngôi sao hòa làm một. Đa số lần, một trong hai ngôi sao sẽ chết trước khi thiên thể song sinh của chúng có cơ hội chạm tới lõi, và ta sẽ có hai sao lùn trắng, hai sao neutron, hoặc hai hố đen bay quanh nhau. Phát hiện mới sẽ là tiền đề để giới thiên văn học để mắt tìm những sự kiện tương tự, đồng thời hiểu hơn về hành vi ăn thịt đồng loại này. Phát hiện hai thế giới thay ma, nhìn thấy được từ trái đất. Hình ảnh có độ phân giải cao của hai cụm sao cổ sinh đôi Messier 3 và Messier 13 đã cho thấy sự dư thừa bất ngờ của sao lùn trắng, những thay ma của vũ trụ. Theo Sky News, sao lùn trắng là phần xác còn lại của những ngôi sao khối lượng thấp đã kết thúc hoạt động nhiệt hạch. Đó là dạng sao có khối lượng dưới 8 lần khối lượng mặt trời, khi hấp hối sẽ nở rộng lên khoảng 11 lần mặt trời, sau đó sụp đổ thành một sao lùn trắng bé nhỏ. Theo nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Gian Sinchen từ Đại học Bologna và Viện Vật lý Thiên văn Quốc gia Ý, nghiên cứu còn tìm thấy một điểm bất ngờ khác là các sao lùn trắng vẫn có thể trải qua hoạt động nhiệt hạch ổn định, chúng không phải xác chết sao, mà là một thây ma, một xác sống theo nghĩa nào đó. Điều này có thể lý giải nguyên nhân người ta từng tìm được những hệ sao hiếm thấy, trong đó một vài hành tinh vẫn tồn tại bình yên quanh sao mẹ chỉ còn là một sao lùn trắng. Cụm sao cầu Messier 13 sở hữu tới hai dạng sao lùn trắng khác nhau. Một dạng là sao lùn trắng tiêu chuẩn, nhanh chóng nguội đi. Dạng thứ hai chiếm tới 70% là những sao lùn trắng đã cố gắng giữ được lớp vỏ hydro bên ngoài, không ngừng đốt cháy hydro để làm chậm tốc độ nguội đi. Trong khi đó, sao lùn trắng của Messier chỉ đơn giản là dần làm mắt lõi sao. Phát hiện đặc biệt về cách một số ngôi sao lùn trắng thách thức, cái chết nói trên vừa được công bố trên Nature Astronomy, hứa hẹn tiếp tục mở ra nhiều hiểu biết xung quanh cách một ngôi sao giả và chết đi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!